Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Xin chúc mừng 6 con giáp dưới đây, bởi vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh. Trong ngày này, bạn sẽ bất ngờ gặp được vận may về công danh, sự nghiệp, tài lộc. Hệ bước chân ra đường là gặp quý nhân, mua hàng thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ. Công danh sự nghiệp thăng tiến, lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh, chỉ đếm thôi cũng thấy mỏi tay. Đối với những bạn độc thân thì ra đường gặp được người hợp ý, còn đối với những cặp đôi có tình cảm của các bạn sẽ thêm phần bền vững, khăng khít. Và đó là các con giáp Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Tuất. Tuổi Dần. Theo tử vi 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái được thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp. Dù có gặp phải khó khăn đi nữa, xung quanh bạn cũng chẳng thiếu người chủ động, vươn tay ra giúp đỡ. Công việc của người tuổi Dần có những điểm sáng rõ rệt trong ngày này. Bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Có cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó khăn, bạn đừng vội từ chối. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức. Có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình mà tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai. Với người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực. Cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công bỏ sức để ôn luyện kỹ càng. Mộc sinh hỏa, những thành tích xuất sắc trong công việc là điểm cộng, giúp người độc thân trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhiều đối tượng ngưỡng mộ bạn và thật lòng muốn giữ quan hệ với bạn đấy. Hãy cho người bạn có thiện cảm một cơ hội nhé! Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp cho thấy thiên tài trợ vận, người tuổi Thìn có thể thu được một khoản bộn tiền trong hôm nay. Đặc biệt nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái thì đây là lúc bạn hưởng thành quả thuộc về mình. Một số người có cơ hội phát tài bất ngờ vào ngày hôm nay nếu tham gia xổ số, bốc thăm trúng thưởng. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó thật hợp lý, chớ tiêu xài hoang phí, kẹp cuối cùng lại của thiên trả địa mà thôi. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ dễ dàng hòa nhập với tập thể trong ngày hôm nay. Dù bạn mới bước chân vào môi trường mới đi nữa, bạn cũng không quá bỡ ngỡ mà nhanh chóng bắt kịp với mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh cũng làm quen được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Bạn mệnh nên nhanh chóng hợp tác với đối phương để có thể đi trước đối thủ, thu được một khoản tiền khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi Mùi còn độc thân biết được đâu là nơi mà trái tim mình thuộc về. Con giáp này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm với người mình thương, sự chân thành của bạn ắt hẳn sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động. Với các cặp đôi, quan hệ của hai bạn đang dần được hàn gắn sau những rạn nứt trước đây. Bạn biết trân trọng những gì mình suýt mất đi nên vô cùng trân trọng nửa kia. Ngược lại, nửa kia cũng tìm cách thấu hiểu bạn nhiều hơn. Chính tài phù trợ, chuyện tài lộc cũng có những điểm sáng đáng mừng. Bạn chăm chỉ suốt thời gian qua nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức. Cấp trên sẵn sàng truyền thêm động lực và nhiệt huyết cho bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn trong ngày kim khí vượng. Có thể vì bận rộn công việc mà bạn ăn uống thiếu khoa học, sinh hoạt kém điều độ và có những thói quen xấu khiến sức khỏe sa sút nhanh chóng.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng tuổi Thân có cát tinh độ mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cho việc theo đuổi sự nghiệp của bạn. Hôm nay có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều cơ hội từ các mối quan hệ, đồng thời năng lực của bạn cũng ngày càng được nhìn nhận xứng đáng. Nếu duy trì được phong độ hiện tại, cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt bạn. Chỉ cần con giáp cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phát huy sở trường của mình, chắc chắn sẽ giành được những thành tựu đáng kể. Đây chính là bước đà để tuổi Mão phát triển hơn nữa trên con đường đã chọn. Song rất tiếc là vận trình tình cảm có thể không được tốt lắm, làm giảm niềm vui trong ngày của con giáp này. Hỏa khắc kim, trong chuyện tình cảm, con giáp này không biết tiết chế cảm xúc của mình, khiến đối phương cảm thấy ngạt thở trong chính mối quan hệ hiện tại. Bản mệnh hãy để cho người ấy có khoảng thời gian và không gian riêng cho mình nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào ngày này. Dưới sự phù trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thiên tài ban phúc, người tuổi Tuất chẳng cần phải lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay. Nhiều khoản đầu tư tưởng nằm im trước đó bỗng nhiên sinh lời khiến bạn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Người làm ăn buôn bán biết phát huy thế mạnh của mình nên nhanh chóng chiếm ưu thế trên thị trường. Bạn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Sự bận rộn đem lại cho bạn một khoản tiền rủng rỉnh. Hỏa sinh thổ, đường tình duyên hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà những mâu thuẫn trong gia đình dần được hóa giải. Tình yêu sẽ thăng hoa sau những xung đột, bạn và người ấy dần hiểu và bao dung hơn cho nhau. Tiếc rằng theo tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 của tuổi Tuất âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Do đó, dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sa Trung Kim, ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi, kỵ tuổi Mậu Tý và Nhâm Tý. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!